Kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi những thông tin toàn cảnh trên kênh tin tức của chúng tôi. Thưa quý vị, nước Mỹ đang trở nên nóng hơn bao giờ hết sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden công kích tầm nhìn của đối thủ Donald Trump đối với đất nước, đồng thời đề cập đến nhiều vấn đề nóng trong thông điệp liên bang cuối cùng của ông trước khi hai người tái đấu trong tổng tuyển cử tháng 11. Trước những đả kích của đối thủ, giới tinh hoa, đặc biệt là cựu Tổng thống Donald Trump đã có những phản ứng như thế nào? Mời quý vị cùng theo dõi nội dung được chia sẻ ngay sau đây. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã có bài thông điệp liên bang lần thứ 3 trong nhiệm kỳ của mình. Đây là cơ hội để ông nêu bật những thành tựu và vạch ra tầm nhìn trong tương lai. Đây cũng là bài phát biểu đầu tiên của ông kể từ khi ông tuyên bố tái tranh cử vào năm ngoái. Điều đó khiến sự kiện này trở thành một thời điểm quan trọng đối với ông Biden 8 tháng trước cuộc bầu cử tổng thống. Vậy thông điệp liên bang là gì? Thông điệp liên bang là bài phát biểu thường niên của Tổng thống Mỹ, trong đó Tổng thống tổng kết những thành tựu nổi bật của đất nước và các ưu tiên chính sách cho tương lai. Việc đưa ra thông điệp liên bang thường niên là nhằm đáp ứng một yêu cầu trong Hiến pháp Hoa Kỳ. Donald Hoffman, giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Bắc Iowa, cho biết sự kiện mang tính truyền thống này, bài phát biểu thông điệp liên bang mang lại cho các đời Tổng thống Hoa Kỳ một sân khấu lớn, trình bày trước Quốc hội và công chúng Mỹ. Thông điệp liên bang năm nay đã diễn ra vào 9 giờ tối ngày 7 tháng 3 theo giờ địa phương, tức 9 giờ sáng theo giờ Việt Nam, với sự tham gia của các thành viên của cả Thượng viện và Hạ viện. Franklin Delano Roosevelt, Tổng thống thứ 32 của Hoa Kỳ, là người đầu tiên gọi đây là thông điệp liên bang. Trước đó nó được gọi là thông điệp thường niên của Tổng thống gửi Quốc hội, hay đơn giản là thông điệp thường niên. Nhưng tên gọi này chỉ trở thành chính thức trong nhiệm kỳ của Tổng thống Harry Truman, người nhậm chức vào năm 1945 sau sự ra đi của Tổng thống Roosevelt. Về tập quan trọng của thông điệp liên bang năm nay, đây là bài diễn văn quan trọng đối với vị tổng thống thứ 46 khi nỗ lực khôi phục niềm tin của công chúng đối với vấn đề tuổi tác và năng lực trí tuệ của mình trong bối cảnh ông đang trên đường trở thành ứng cử viên hàng đầu trong cuộc đua tái cử. Hiện tại, có không ít cử tri ủng hộ ông bày tỏ lo lắng về tuổi tác và năng lượng của ông. Dữ liệu của Nielsen Market Research tại buổi đọc thông điệp liên bang cuối cùng trong nhiệm kỳ của ông Biden đã có hơn 32 triệu người theo dõi trực tiếp. Lượng người theo dõi đã tăng khoảng 18% so với bài phát biểu năm ngoái. Có tới 74% số khán giả là những người trên 55 tuổi, trong khi 19% là những khán giả ở độ tuổi từ 35 đến 54 và khoảng 5% thuộc nhóm tuổi từ 18 đến 34. Đối với cá nhân Tổng thống Joe Biden, thông điệp liên bang năm 2022 là bài phát biểu được theo dõi nhiều nhất với 38,2 triệu khán giả. Tại đây, nhà lãnh đạo 81 tuổi đã sử dụng cơ hội này để bảo vệ mạnh mẽ những thành tựu về hạ tầng, sản xuất trong nhiệm kỳ đầu tiên, cũng như chỉ trích chính đáng của Đảng Cộng Hòa liên quan đến một loạt vấn đề như phá thai, biên giới, thuế. Trong bài diễn văn dài 68 phút của mình, Tổng thống Mỹ cũng đề cập một số điểm nóng về chính sách đối ngoại. Theo đài ABC News, bài diễn văn cho thấy ông Biden xem Ukraine là ưu tiên hàng đầu, thể hiện qua việc ông thúc giục Quốc hội nhanh chóng phê chuẩn thêm viện trợ cho Ukraine. Ngày 7 tháng 3, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đọc thông điệp Liên bang Mỹ 2024. Trong bài phát biểu, ông Biden đã chỉ trích cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, ca ngợi những thành tựu đạt được trong những năm tại nhiệm, cũng như bàn về một diễn biến quốc tế hiện nay. Thông điệp được Tổng thống Mỹ Joe Biden trình bày lần này mang nhiều ý nghĩa về mặt tranh cử hơn là về các chính sách của Nhà Trắng. Thế nhưng câu chuyện phía sau bài phỏng vấn lại là vấn đề đáng quan tâm hơn cả. Bài thông điệp của Tổng thống có thời lượng ngắn thứ hai lịch sử nước Mỹ đã tạo nên một làn sóng phản ứng dữ dội trong lòng nước Mỹ. Liệu rằng những phản ứng này có ảnh hưởng mạnh mẽ đến cuộc đua vào Nhà Trắng của ông Joe Biden? Chỉ trích cựu Tổng thống Donald Trump. Theo đài CNN, nhà lãnh đạo Mỹ đương nhiệm đã bắt đầu bài phát biểu thông điệp liên bang bằng cách chỉ trích ông Trump về những phát ngôn khuyến khích Nga tấn công các nước thành viên tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, không tuân thủ việc dành 2% tổng thu nhập quốc nội cho quốc phòng. Ông Biden nói rằng, người tiền nhiệm đang cúi đầu trước Tổng thống Nga Putin. Người tiền nhiệm của tôi, một cựu Tổng thống Đảng Cộng Hòa, đã nói với ông Putin rằng, hãy làm bất cứ điều gì ông muốn. Được kim Tổng thống phát biểu, tôi nghĩ điều đó thật quá đáng, nguy hiểm và không thể chấp nhận được. Tiếp theo đó, ông Joe Biden cáo buộc ông Trump và Đảng Cộng Hòa đang cố gắng viết lại lịch sử về cuộc bạo loạn ở Điện Capitol vào ngày 6 tháng 1 năm 2021. Người tiền nhiệm của tôi và một số vị ở đây đang tìm cách chôn vùi sự thật về vụ tấn công ngày 6 tháng 1 năm 2021. Tôi sẽ không làm điều đó. Các vị không thể chỉ yêu nước khi các vị chiến thắng. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng công kích cựu Tổng thống Trump về các vấn đề khác như nhập cư, phá thai, nợ quốc gia, đồng thời chỉ trích các đảng viên Cộng Hòa đang tìm cách hủy bỏ các điều khoản chăm sóc sức khỏe theo đạo luật chăm sóc y tế giá cả phải chăng, còn được gọi là Obamacare. Đáp lại lời chỉ trích của Tổng thống đương nhiệm, cựu Tổng thống Trump đã chỉ trích Tổng thống Joe Biden quá giận dữ, mất kiểm soát và gọi thông điệp liên bang năm nay là tồi tệ nhất lịch sử Mỹ. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên mạng xã hội rằng, ông ấy trông thật giận dữ trong lúc phát biểu, đó là dấu hiệu của những người biết mình đang mất kiểm soát. Sự nóng giận và những lời hô hào sẽ không thể mang đất nước của chúng ta trở lại.
Đồng thời, cựu Tổng thống Mỹ phủ nhận chỉ trích cúi đầu trước Tổng thống Nga Putin và cho rằng Tổng thống Biden là tặng Ukraine cho Nga. Ông Trump cũng đề cập đến tình trạng lạm phát gia tăng và lên án chính sách nhập cư dưới thời Tổng thống Biden, mô tả dự luật an ninh biên giới được ông chủ Nhà Trắng ủng hộ là thảm họa, có thể cho phép ít nhất 5.000 người nhập cư vào Mỹ mỗi ngày. Ông Trump cho rằng đây có thể là thông điệp liên bang đầy giận dữ và tồi tệ nhất trong lịch sử, đó là nỗi xấu hổ với nước Mỹ. Cựu Tổng thống Mỹ ban đầu dự định đăng phản hồi trực tiếp trên trang Truth Social song song với bài phát biểu của ông Biden. Tuy nhiên, sự cố kỹ thuật đã khiến website của mạng xã hội này bị sập gần như hoàn toàn trong suốt thời gian diễn ra sự kiện. Trong khi đó, ứng dụng di động liên tục trong tình trạng chập chờn. Phần mình, ông Biden nhấn mạnh sự ủng hộ của ông đối với quyền phá thai và cam kết sẽ biến chúng thành luật của đất nước nếu ông tái đắc cử. Ông Biden cũng tìm cách nâng cao danh tiếng của mình về sức mạnh của nền kinh tế Mỹ trong thời gian ông tại nhiệm, đồng thời đưa ra đề xuất tăng thuế đối với các công ty và cá nhân Mỹ có tài sản trên 100 triệu đô la Mỹ. Ông Biden cũng đề xuất các biện pháp giảm chi phí nhà ở, bao gồm khoản tín dụng thuế 10.000 đô la Mỹ cho người mua nhà lần đầu. Đề cập đến các vấn đề quốc tế, ông Biden kêu gọi Quốc hội Mỹ thông qua ngân sách viện trợ cho Ukraine, nhấn mạnh rằng Ukraine có thể giành ưu thế trước Nga nếu Mỹ sát cánh cùng Ukraine và cung cấp vũ khí cần thiết để nước này tự vệ. Nhà lãnh đạo Mỹ cam kết không đưa quân sang tham chiến ở Ukraine, nhấn mạnh thực tế cũng không có lính Mỹ nào tham chiến ở Ukraine và tôi quyết tâm giữ nguyên hiện trạng như vậy, theo hãng tin Reuters. Bên cạnh đó, ông Biden cũng đang tìm cách xoa dịu sự tức giận của nhiều đảng viên Dân Chủ vì ủng hộ cuộc tấn công của Israel ở dải Gaza hiện nay. Ông Biden cho biết quân đội Mỹ sẽ xây dựng một cảng mới trên bờ biển của dải Gaza để chuyển viện trợ nhân đạo bằng đường biển. Cơn thịnh nộ của phe Cộng Hòa. Bài phát biểu thông điệp liên bang hùng hồn của Tổng thống Biden đã nhận về phản ứng trái chiều từ các đảng viên Dân Chủ và Cộng Hòa. Phần lớn đảng viên Dân Chủ tỏ ra hài lòng với bài phát biểu vì nó cho thấy nhà lãnh đạo của họ vẫn đủ mạnh mẽ, đập tan các nghi vấn về sức khỏe của đương kim Tổng thống, cũng như đã thể hiện quan điểm của đảng Dân Chủ trong một số vấn đề cốt lõi. Hưởng ứng với thông điệp của nhà lãnh đạo Mỹ, lãnh đạo đa số Thượng viện Chuck Schumer ca ngợi thông điệp liên bang của Tổng thống Biden. Tổng thống Biden đã đặt ra cho người dân Mỹ một tầm nhìn táo bạo, cho thấy đảng Dân Chủ đang nỗ lực vì một nước Mỹ an toàn, ổn định và mạnh mẽ, ưu tiên nhu cầu của các gia đình lao động và không để ai bị bỏ lại phía sau. Bình luận về những lời đáp trả của ông Biden với các chính sách nhập cư và giảm thuế của Đảng Cộng Hòa, Hạ nghị sĩ Dân Chủ Gary Connolly đã hoan nghênh Tổng thống Mỹ vì đã khiến Đảng Cộng Hòa phải đau buồn tối nay, đồng thời cho rằng ông Biden cần tiếp tục kiên quyết với Đảng Cộng Hòa. Ông Connolly cho biết thêm, bài phát biểu này sẽ tiếp thêm sinh lực cho các đảng viên Dân Chủ và sẽ trấn an những đảng viên Dân Chủ đang lo lắng. Hai thượng nghị sĩ Joe Manchin và Mark Warner của đảng Dân Chủ cũng cho rằng họ cảm thấy ông Biden có bài phát biểu đầy năng lượng, qua đó cho thấy ông rất sẵn sàng cho nhiệm kỳ 4 năm tiếp theo. Tuy nhiên, một số nhà lập pháp Dân Chủ cũng cho rằng ông Biden cần mạnh mẽ hơn nữa đối với hai cuộc chiến đang diễn ra ở dải Gaza và Ukraine. Hạ nghị sĩ Jamal Bowman nói rằng ông muốn Tổng thống Biden trực tiếp kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức giữa Israel và Hamas trong thông điệp liên bang. Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Ben Cardin hy vọng việc ông Biden đề cập xung đột giữa Nga và Ukraine trong cuộc chiến sẽ giúp gói viện trợ cho Kiev được Quốc hội Mỹ thông qua. Trái ngược với niềm hân hoan của Đảng Dân Chủ, các đảng viên Cộng hòa chỉ trích thông điệp liên bang của ông Biden quá mang tính chính trị. Theo Thượng nghị sĩ Cộng hòa Dan Sullivan, số lần ông Biden đề cập đến người tiền nhiệm Donald Trump là không thể đếm hết. Đây là bài phát biểu mang tính đảng phái nhất mà tôi từng nghe trong 10 năm qua. Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson thì cho rằng, thay vì chịu trách nhiệm với tư cách là một tổng thống, ông Biden cố gắng đổ lỗi trước những vấn đề chưa được giải quyết. Ông Johnson thậm chí còn thể hiện ra mặt sự không hài lòng với bài phát biểu. Tôi đoán rất nhiều meme, ám chỉ những ảnh hài hước châm biếm sẽ xuất hiện về nét mặt của tôi trong hôm nay. Tôi không thích bài phát biểu đó. Một số nghị sĩ Cộng hòa cũng cho rằng bài phát biểu hùng hồn vào tối ngày 7 tháng 3 không làm giảm bớt lo ngại của nhiều cử tri Mỹ về sức khỏe của nhà lãnh đạo đương nhiệm. Theo hạ nghị sĩ Gareth Gray thuộc Đảng Cộng hòa, đây không phải là một màn trình diễn tệ của ông ấy, nhưng tôi không nghĩ rằng bài phát biểu đó đủ chứng minh ông ấy không gặp vấn đề về sức khỏe. Nhìn chung, thông điệp liên bang năm 2024 của ông Biden đã phá vỡ khuôn khổ truyền thống. Thông thường, các bài diễn văn trước đây thường nghiêm túc, đề cập đến các chính sách, chương trình nghị sự cụ thể và rõ ràng. Tuy nhiên, khi thể hiện thông điệp liên bang, ông Biden đã điều chỉnh kịch bản, tranh cãi bột phát với các nghị sĩ Đảng Cộng hòa về một số vấn đề đối nội. Các khoảnh khắc ngẫu nhiên này dường như tiếp thêm năng lượng cho Tổng thống Biden biến sự kiện này thành thông điệp liên bang ồn ào nhất trong nhiều năm trở lại đây. Trước đó, truyền thông Mỹ cho biết lãnh đạo Đảng Cộng hòa đã đề xuất phớt lờ những gì Tổng thống trình bày, không có hành động phản đối trực tiếp, nhưng dường như chiến lược này đã không thành công. Tuy nhiên, sau thông điệp liên bang năm 2024, người dân Mỹ vẫn chưa hết hoài nghi về gánh nặng tuổi tác cũng như khả năng thắng cử của Tổng thống Biden trong cuộc bầu cử sẽ diễn ra cuối năm nay. Hiện sự ủng hộ đối với ông Biden trong nhóm các cử tri trung thành đang có xu hướng giảm so với năm 2020. Đặc biệt, ở nhóm cử tri da màu, nữ giới và cử tri ở độ tuổi từ 18 đến 29. Lo ngại này xuất phát từ vấn đề tuổi tác.
hiệu quả điều hành chính phủ cũng như khả năng chống chọi của ông Joe Biden trước sự tấn công từ chiến dịch tranh cử của cựu Tổng thống Trump. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Quý vị đừng quên nhấn nút subscribe kênh để không bỏ lỡ những tin tức nóng hổi được cập nhật liên tục theo thời gian thực. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.